hướng dẫn cài đặt địa chỉ cho module ASI. 1. Kết nối module vào mạng ASI. 2. Chuyển đồng hồ về thang ADDR. Lúc này, đồng hồ sẽ hiển thị địa chỉ của module trên màn hình. 3. Dùng phím bấm tăng hoặc giảm để thay đổi địa chỉ theo mong muốn. 4. Kết thúc bằng phím Enter để nạp địa chỉ mới vào module. Tắt và mở nguồn của đồng hồ lại lần nữa để xác nhận rằng địa chỉ mới đã được cập nhật. Ok, vậy là chúng ta đặt địa chỉ số 1 cho module này thành công. Đối với các module tiếp theo, chúng ta cũng thực hiện tương tự. Module này đang có địa chỉ là 2. Module này đang có địa chỉ là 3. Module này cũng đang có địa chỉ là 3. Chúng ta sẽ thay đổi sang 4. Module này có địa chỉ là 1A. Chúng ta sẽ giữ nguyên địa chỉ này. Module này có địa chỉ là 3A. Bây giờ tôi sẽ chuyển đổi nó thành 2A. Khởi động lại nguồn của đồng hồ để chắc chắn rằng địa chỉ đã được cài đặt đúng. Tương tự, tôi sẽ thay đổi module này từ 1A thành 3A. Tắt và mở lại nguồn đồng hồ để kiểm tra địa chỉ mới nào. Xong rồi, chúng ta sẽ qua module kế tiếp nhé. Module này có địa chỉ là 5A, tôi sẽ chuyển nó về 4A. Module này có địa chỉ là 7A, tôi sẽ chuyển nó về 5A. Module này có địa chỉ là 6. Module này có địa chỉ là 5, tôi sẽ cài đặt nó sang địa chỉ 7. Module này có địa chỉ là 4, tôi sẽ cài đặt nó sang địa chỉ 8.
Và đây là chiếc cuối cùng, địa chỉ hiện tại là 1. Tôi sẽ thay đổi thành 9.